Em Linh của Thẩm Viên xin báo cáo cho các anh ạ. Báo cáo cho chú Thành. Chú Thành mà. Anh chờ lại anh câu. À con chép bé. Chạy được không? Chạy được. Đóng đóng vào thịt rồi. Vào thịt rồi. Đâu rồi nó? Đâu? Cái gì đây anh? Nó dậy à? Thở mạnh thế em. Cá chạy nhanh chứ giờ ấy chậm thế. Dạ. Chạy nhanh hơn cả mình, sợ thật gì. Ồ, em chả phải chạy nhanh sao? Việc của em mà đi. Thật. Anh Trường lại trốn vợ đi câu rồi. Đấy. Anh để nào để các cần thủ tố cáo anh này. Chào chào cô Ngà. Em chào anh Cường. Trong đấy có anh ạ. Thả vào thôi. Thả vào. Cắn đuôi, lấy răng cắn đuôi. Em chào anh Hiền Khôi. Nhưng mà con này bé anh ạ, con kia to cơ. Anh cứ thả vào. Không cần lấy đâu. Không cần cắt. Hồ đấy chưa nhá anh Tùng ơi. Đi được anh Linh ơi. Ok anh. 4472 cần. Ok. Em chào anh Nguyễn Đình Hòa. À phóng sinh hai con rồi đấy. À qua anh phóng sinh hai con. Hôm qua anh. Anh biết chưa nhỉ? Cứ thả nhá. Anh thả đi. Hả? Đâu, ở trong này toàn con chép to thôi mà. Ngoài chắc được cân 7. Nhớ Linh quá mà lại không lên được với Linh ấy. Năm không thể anh thức lên. Chắc là trong tháng 4 này anh ạ. Nhìn thấy anh em được cá lại muốn sang câu rồi. Lâu lắm anh Thư ạ. Hôm qua em Linh làm cô y tá. Đẹp như Ngọc Trinh. Hôm qua em làm cô y tá anh ạ. Em chào anh Hoàng Nam. Hồ lục ở tít dưới bà bên kia anh ạ. Ok anh Tùng. Đẹp như Linh nhỉ. Đẹp hơn em. Hồ dạo này vắng thế em. Dạo này thay đổi thời tiết nhưng mà cũng hơi vắng ấy. Mấy hôm mưa.
ước gì gần hồ ngày nào cũng ra câu. Anh Tùng. Em chào anh Quang. Trên này tạnh mưa rồi anh ạ. Vạt Thủ nay có đến vạt không? Không nha anh Phan Tài. Lần sau làm cô y tá nhớ đi găng tay và nhớ em Linh. Ok anh, đợi em tí. Ngày nào cũng được gặp em Linh. Em chào anh Quang Trung. Chưa hôm nào ra câu được em Linh ơi. Em chào anh Trung. Dễ thương quá em cảm ơn anh Hân Hoàng. Cô y tá và anh cần thủ may mắn. Ok anh, đợi em tí. Em sẽ phải kết thúc live tại đây ạ.